xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo, em giới thiệu với toàn thể các bác em về được những kiện đẩy hoàn toàn những hàng siêu phẩm. Các bác nhìn sơ qua các bác cũng đã đoán được đó là những dòng sản phẩm hot nó như thế nào rồi. Và cũng không chờ đợi cho các bác chờ đợi lâu nữa, thì đây đó là những siêu phẩm đến từ Tây Vân nha. Đó là thương hiệu Audio Center, đủ các mã nhé các bác nhé, 401, 601 và 801 là những siêu phẩm hot nhất, dòng đầy cao cấp. Đây là các bác chiêm ngưỡng sản phẩm cao cấp. Và đây là những sản phẩm đến từ của Đức nhé, thương hiệu của Đức, đó là sản phẩm đầy B3. Đây là những mã đầy 3 kênh và những chiếc đẩy 4 kênh thì rất hiếm nhé. Em về trong sản phẩm lô B3 này có mỗi một chiếc đẩy 4 kênh thôi. Đây ạ. Bác nào mà có nhu cầu về đẩy B3 4 kênh thì hãy alo cho em, chỉ có một chiếc duy nhất. Còn lại thì em có khoảng tương đối nhiều đẩy B3 3 kênh. À, đủ các mã nhé. Đây là mã 312 309. Và em cũng không nhìn được hết. Rất nhiều các đầy audio center. Và bên dưới kia này là những chiếc đầy mặt trắng này, thương hiệu 16F, có mã là VKH. Dòng này nó chạy rất nhiều sò sát nhé. Để video tiếp theo các bác hãy chú ý đăng ký kênh để em sẽ làm nội tạng của dòng đẩy sò sát này cho các bác được chiêm ngưỡng. Đấy. Đây là cặp loa audio kinh, cặp loa trong cặp giá và rất êm ái, giá tiền và tiếng thì nghe cũng rất hay. Đây là những chiếc đẩy sò sát. Em là nói sơ qua thì các bác đây có mã là VKH, có hai mã, một là mã 18F và một mã 16F. 18F thì là nó chạy nhiều sò hơn dòng 16F. Rất nhiều các sản phẩm ở ngay đây. Các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em, cập nhật những sản phẩm và những video khi bên em giới thiệu các sản phẩm về bên em cung cấp rất nhiều hàng đẩy xịn luôn. Đây cái mã nó mặt hàng nội tạng của dòng đẩy xe ép trước em cung cấp. Các bạn có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0963 10 3 8 hoặc 0962 355 3 9. Hãy chú ý theo dõi những clip trên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.